Trước khi được về quê Tam Nông, anh Trần Thanh Tòng đã phải trải qua 4 tháng mất việc làm, sống trọ một mình, không có người thân, trong những ngày tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng. Hôm nay đánh dấu một khởi đầu mới, anh Tòng đã tìm được cho mình một công việc gần nhà, thu nhập ổn định. Em cũng suy nghĩ là thay vì bây giờ đi lên chợ làm lại thì em sợ dịch lại bùng nữa thì em sẽ không về quê được nữa. Là em nộp vô đây em làm, và khi mà vô đây mình cảm thấy được vô phỏng vấn và được kể về những cái chế độ của công ty thì em cảm thấy là phù hợp với em hơn và cảm thấy công ty mình nó có nhiều quyền lợi cho công nhân hơn. Đó nên là em muốn là gắn bó ở công ty khoảng thời gian lâu dài. Theo ngành lao động huyện Tam Nông, huyện có khoảng 2.800 lao động có nguyện vọng tìm việc làm tại địa phương sau khi về từ ngoại tỉnh. Đến nay, 2.650 lao động đã được kết nối làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Kết quả đó không chỉ là phép cộng từ nguyện vọng của người lao động và nhu cầu của doanh nghiệp, mà còn là nỗ lực từ chính quyền địa phương đã đứng ra làm cầu nối. Huyện cũng đang tổ chức một cái điểm cầu trực tuyến đến 12 xã thị trấn, mời tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Tam Nông đến để gặp gỡ, trao đổi và cũng mời các cái lao động có nhu cầu. Mỗi xã thì chọn khoảng 30 lao động đại diện để tiếp cận các công ty, các chế độ chính sách cũng như là tiền lương, chế độ khen thưởng của các cái doanh nghiệp. Nỗ lực kết nối của chính quyền địa phương đã mang lại một lối mở cho không chỉ người lao động mà cả nhà tuyển dụng. Thật sự mà nói là rất cần những cái người lao động đó. Và sắp tới đây thì công ty cũng đã tuyển một số lượng lớn của người lao động ở ngoài tỉnh về. Nếu như người ta muốn nhu cầu lập nghiệp ở tại địa phương thì công ty sẽ tạo được cái công ăn việc làm ổn định. Đến nay, nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp và nguyện vọng tìm việc của người dân vẫn còn rất lớn. Do đó, đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục đóng vai trò kết nối, điều tiết cung cầu. Bởi giải quyết việc làm cũng là ổn định an sinh cho người dân hồi hương.